Lộ trình tu. Lộ trình tâm. Nãy lộ trình tu á là mình nói á là làm phước. Một á làm phước. Cộng với học chánh pháp. Và tập tu. Cái thứ hai cũng làm phước. Cộng tu chánh pháp. Cái thứ ba là bỏ hết nè, rồi tu tùy duyên, duyên độ chúng. Đó, nó có ba đó, tức là cái lộ trình tu tập của mình á. Nên khi mà chúng ta học chánh pháp nè, học chánh pháp để làm gì? Học chánh pháp nó có hai cái. Thứ nhất là chúng ta được chánh kiến. Thứ hai chúng ta biết được cái lộ trình đạo pháp, rồi Ariya mắt ra, và có chánh kiến, tức là chánh chi kiến để thay đổi tâm và tâm sở. Cái con đường đạo là cái gì? Tức là đây là đường đạo cao thượng nè. Cái này là đường đạo cao thượng. Đường đạo cao thượng là gì? Là tu làm sao á? Đường đạo ta cao thượng có nghĩa là mình tu làm sao? Mình đang ở đây nè, bắt đầu tu làm sao mà lên đến giác ngộ luôn. Mình biết đường đạo cao thượng có nghĩa là tu bằng cách nào để từ một phàm phu sang thánh nhân. Tu cách nào từ phàm phu mình sang thánh. Tu cách nào mình là từ một cái phàm phu bình thường mà sanh ra sang thành thánh nhân. Nên này học dữ lắm chúng ta mới biết. Nên thường á là cái giáo trình để học cái này nè, là chúng ta học lời kinh Nikaya A Hàm, rồi đây là kinh nha, rồi là chúng ta học qua là vi diệu pháp. Từ cơ bản tới nâng cao. Thì chúng ta sẽ phát hiện ra được cái con đường đạo cao thượng Ariya Magga. Cái con đường đó nói chung là con đường giới định tuệ á. Nên giới định tuệ là cái con đường đạo cao thượng mà mình cần đi. Giới định tuệ là mình cần đi. Giới á có cái bỏ ác, giữ giới. Hai này cộng lại thành giới thanh tịnh. Hai này cộng lại là giới thanh tịnh. Còn định á là bốn thiền bốn định. Còn tuệ á là học pháp, tư duy, vipassana. Cộng hết các cái này lại là tứ niệm xứ. Cộng hết này lại á, nó là tứ niệm xứ.
cái phần mà giới á là mình phải bỏ ác chứ, bỏ những cái ác. Cái thứ hai là mình giữ cái giới mình đã thọ. Bỏ ác, giữ giới đã thọ, hai này cộng lại thành ra giới thanh tịnh. Nên có người giữ 5 giới, 8 giới, 10 giới, 5, 8 giới, rồi 268 giới, rồi là 250 giới, 348 giới, tỳ kheo ni đó. Thì cái này được cái giới thanh tịnh. Từ cái giới thanh tịnh này, chúng ta là chuyển qua là tu thiền tuệ và tu thiền định. Không phải là cái giới này được rồi mình mới tu, mà mình đang giữ cái này, mình đang cố gắng mình giữ cái này để được cái tâm thanh tịnh này, rồi mình tu định và tu tuệ là nói vậy thôi. Mình nói tu định và tu tuệ, chứ thực ra là hai cái pháp tu này để là mở tuệ hết. Nhưng mà cái thiền định là cái thiền tuệ, cái thiền định, cái thiền tuệ là tất cả hai cái này đều mở tuệ. Cái học pháp này á là nó sẽ là chánh tri kiến. Cái học pháp này nó là chánh tri kiến. Tư duy này sẽ được chánh tri kiến. Còn Vipassana thì tuệ sanh. Cho nên á, các cái trường thiền ở nước ngoài đó, đi đến người ta chỉ cho mình tu thiền định, rồi sang đó ta mới phát huy được trí tuệ. Cái đó là một cái cách. Còn cái cách mà ở trong là kinh Nikaya Đức Phật dạy á, là cách đi từ thiền quán, chứ không phải cách đi từ thiền định. Cách đi từ thiền quán. Cho nên á, bữa trước á, là có nhiều người hỏi tại sao là thầy lại dạy thiền Vipassana rồi thầy mới dạy qua di pháp thiền định. Mà các cái trường thiền ở trên thế giới á, là người ta dạy thiền định, có nghĩa là dạy thiền định rồi là mới tới là thiền quán, mới tới an chỉ tịnh. An chỉ tịnh mới đi tới thiền quán. Thực ra không phải, mà người ta dạy hai cái này nó kết hợp gọi là chỉ quán. Chỉ quán xong tu. Còn bây giờ nói là tại sao thầy lại dạy Vipassana rồi là mình mới dạy qua thiền định, mà các trường thiền ta lại dạy thiền định trước, vô là sơ thiền, tam thiền, tứ thiền liền. Ta vô thẳng đó. Thực ra là khi người ta dạy đó là những cái người vô học cái đó là người ta đã hiểu rõ pháp rồi, người ta mới vô học. Chứ cái người mới ban đầu vô mà chỉ thiền định liền á là người ta học tu không có nổi đâu. Có nghĩa là chưa đủ cái chánh tri kiến để mà người ta tu tập thiền định. Không biết vậy trên kia người ta vô hít thở, thở gì. Ta làm không có nổi. Dĩ nhiên ta làm theo người ta sẽ đạt được, nhưng mà người ta không có đủ năng lực, ta làm không có nổi cái điều đó. Tự nhiên không biết vậy trên á, kêu họ ngồi hàng giờ, sáng trưa chiều không gặp ai hết ở bên. Bây giờ một người chưa biết gì về đạo hết trơn á, quý vị nghĩ coi người ta làm gì được không? Nói vậy chứ trong tu cũng tương đối lắm, chứ không phải là ai ai cũng giống nhau đâu. Cho nên á, là chúng ta đi bằng cái con đường của kinh Nikaya, đó là cái con đường của Thất Bồ Đề Phần á. Con đường Thất Bồ Đề Phần á, Đức Phật dạy là từ niệm giác chi, niệm đi đến trạch pháp, mới đến là tinh tấn tu, đi đến là hỷ tâm, đi đến khinh an, bỏ gánh nặng, rồi đi đến thiền định đó, rồi đi đến là xả đoạn phiền não. Ở đây là kinh điển gốc của nhà Phật, Đức Phật dạy bắt đầu từ niệm, đây là thiền quán.
Nên làm gì làm trong thất bồ đề phần này ở trong giới? Nên đầu tiên chúng ta học giới. Đầu tiên chúng ta học giới, học pháp. Rồi á, là từ giới pháp đó chúng ta tu. Từ cái niệm. Niệm đây là thiền quán. Nhận diện rõ từ từ. Có nghĩa là mình nhìn, mình nhận diện rõ từ từ những cái xảy ra trên thân và tâm của mình. Ví dụ nên trên thân của mình đi làm sao, đứng làm sao, nằm làm sao, ngồi làm sao, mình nhận diện. Cái giai đoạn mà niệm nè là cái giai đoạn đầu tiên, là giai đoạn nhận diện thôi. Nó có giai đoạn 1, niệm nhận diện. Nhận diện là biết những cái đang xảy ra. Biết cái đang xảy ra ở trên thân và tâm của mình. Đó là nhận diện, là biết cái đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Cái thứ hai, thanh lọc. Biết cái đang xảy ra rồi thì bây giờ cái nào không tốt bỏ, cái nào tốt phát huy, gọi là thanh lọc đó. Là bỏ ác, bỏ dở, phát huy cái lành. Giai đoạn thứ hai á là giai đoạn thanh lọc. Còn cái giai đoạn thứ ba á là hiểu bản chất. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn hiểu bản chất, có nghĩa là bản chất của nó, tánh nó làm sao, tướng nó làm sao, mình hiểu. Và giai đoạn thứ tư là tuệ. Tuệ sanh, đây là thiền quán Vipassana, đó là tuệ sanh. Nếu mà đủ tuệ sanh luôn thì đoạn diệt vô minh phiền não luôn, người này chứng đạo luôn, không cần phải qua thiền định gì hết trơn á, ở thiền quán. Nên vào thời Đức Phật cũng có nhiều người không qua thiền định chứng đạo, nhưng mà không phải nhiều. Nhiều người chứ không phải là nhiều, trong tất cả đệ tử Phật không phải là nhiều, số rất ít hiếm hoi. Nhưng mà có rất là nhiều, tại vì đệ tử Phật rất đông, cho nên ít trong cái đông đó cũng là gọi là nhiều, chứ không phải là số nhiều. Nhiều với số nhiều nó khác nhau. Nhiều người nhưng không phải là số nhiều trong đệ tử Phật. Như đệ tử Phật cả triệu, nhưng mà chứng về thiền quán này đâu mấy trăm mà. Ví dụ vậy đó, thì đâu không phải là nhiều. Nhưng mà mấy trăm nhiều không? Nhiều. Nên mình nói là nhiều người tu thiền quán đắc luôn quả vị mà không cần phải thiền định. Nhưng có một cái số vị khi chứng đắc thiền quán rồi, các vị đó vẫn là nhập thiền định. Đối với vị để làm gì? Khí hậu khắc nghiệt, tuệ không đủ chống, cho nên đó người ta nhập vào trong các tầng thiền định đó để giữ cái thân của mình, giữ thân nhiệt. Ví dụ lạnh quá, nóng quá, đói quá, ta nhập vào ở trong định. Ở trong định ta trốn được cái những hoàn cảnh xung quanh. Còn mình quán rất là tuệ, nhưng mà thân của mình nó đâu có chịu nổi nóng. Nhưng khi ta nhập định vào đó thì ta chịu nổi. Nên đó là hầu hết, gần như tất cả vào thời Đức Phật đều phải qua các tầng thiền định để người ta chống với hoàn cảnh xung quanh bên ngoài. Khắc nghiệt lắm. Nhầm khi khất thực mà không có là bữa đó đâu ăn, không ăn mà ở ngoài kiểu này là chịu đấu nổi. Nên ta nhập vào trong định, ta ở trong định đó. Có những khi quá khắc nghiệt ta nhập vào diệt thọ tận định luôn, và không biết gì luôn bên ngoài luôn. Là hoàn cảnh quá khắc nghiệt, ta nhập vào trong đó luôn. Nên á là khi mà ta tu khổ hạnh, hạnh đầu đà, nên bắt buộc phải qua các tầng thiền định để chống chọi với hoàn cảnh xung quanh. Không, cái đó là không phải mục đích, nhưng mà đó là đời sống. Còn mục đích tu là để khai tuệ. Nhưng mà có đời sống thì mình mới khai tuệ được, chứ không có sống làm sao khai. Không sống lấy ai khai? Lạnh tới nó cứng, đi luôn còn khai gì nữa. Có nhầm năm ở Ấn Độ á, mùa nắng hơn 50 độ, ngồi gốc cây đâu có chịu nổi, héo lá hết, không có chịu nổi. Sau này mới có tịnh thất mà cũng không, gọi là không có chứa nổi, nhiều quá. Các vị tỳ kheo nên cũng phải ngủ gốc cây, ngủ ở mái che nọ thôi. Chứ ban đầu tiên là không có tịnh thất nha,
không có tinh xá, chưa có trúc lâm, chưa được cúng, rồi kỳ viên chưa được cúng, là các vị còn ngủ gốc cây không. Chỉ có cái mùa mưa là ở lại những cái khu thôi, còn mà mùa nắng với mùa lạnh cũng phải đi, mà lạnh dữ dội lắm. À, cho nên không nhập vào các tầng thiền định, không sống nổi ở vào thời đó đâu. Nhìn có nhiều người á là mới tu rồi đó quý vị, cũng là nhiều người ta bỏ thân ở trong rừng dữ lắm, mình không thống kê được hết. Vào thời Đức Phật nguy hiểm lắm, rừng rú cọp beo, rồi bệnh tật mình đó, không phải chuyện đơn giản đâu. Ở mình mà đi khất thực ăn mà không có là phương tiện vật chất gì hết, bệnh không có thuốc trị luôn, chỉ có những dùng thuốc đơn giản. Rồi lạnh chỉ có cái áo, đâu có mền gối gì, đâu phải đơn giản. Nên ta phải dùng các cái tầng thiền định này nè để chống các hoàn cảnh. Sau này ở các cái thang ca của Tây Tạng á, ở cái mùa lạnh đó, ta vô đó ta nhập định vào trong đó, ta tỏa ra sức nóng xung quanh, đóng băng tiết hết, mà cái vị đó xung quanh họ không có đóng băng, nên nó phải dùng thiền định. Về lý thuyết á là thiền quán tuệ này là đủ rồi, là để đắc đạo rồi, nhưng đó là về lý thuyết. Nhưng mà hỗ trợ của thiền định đó, thì lại là đi nó chắc. Hỗ trợ thiền định là đi nó chắc dữ lắm. Nên đó, cộng giữa thiền quán thiền định là đi chắc nhất. Hỗ trợ ít gì chúng ta không nhập vào trong định đó, thì cũng sử dụng cái tâm thư giãn, cái tâm là thanh thản, thì dễ tu thiền quán. Nên chúng ta ngồi chỉ có xả ly thôi, nhằm khi người ta vào định không được, dùng là các cái đề mục thiền định chúng ta làm không nổi, thì chúng ta ngồi để tĩnh tâm thôi. Mà tĩnh tâm lại tu thiền quán dễ, còn rối tâm tu thiền quán không được, bắt phải tu thiền định. Nên người nào stress trầm cảm tu thiền quán đâu có nổi, nó căng thẳng. Tâm bình thường khởi cái lên là 14 tâm rồi, còn bây giờ á mà tâm đang căng thẳng nữa là cả ngàn triệu nó khởi liên tục kiểu đó, thì làm sao mà quán, quán đường nào mà quán, không có cách nào để chúng ta quán hết. Đó là lộ trình tu của quý vị. Cho nên á là khi chúng ta biết cái lộ trình tu tập để được đạo Bồ Đề nè, là cái giới này nè, mà là mình phải hiểu. Thực ra cái giới này để cho tâm mình nó bình an. Cái ác ở trong tâm không có được bình an. Chỉ có cái thiện lạnh trong tâm mới bình an thôi. Cái thiện tâm mới bình an thôi, ác tâm không có an. Lỡ mình chửi người ta tối về nhập định không có được. Lỡ mình làm tầm bậy cái tối về nghĩ cái bậy đó không à, nhập định cũng không được luôn. Cái người nào tu họ mới thấy. Tức là mình làm cái gì tầm bậy á, là về tham thiền nhập định không được, ngồi thả lỏng thôi chứ không nhập vào các tầng thiền định được. Cách nào hết chứ á. Nên chính giới này là để hỗ trợ. Để hỗ trợ cho giới thanh tịnh là tâm được bình an. Mà tâm bình an thì là mình mới vào được các tầng thiền định. Tâm bình an mình là mới dùng thiền tệ được. Tâm mình bất an á, dùng vipassana dùng cũng không được luôn nữa. Bất an nó căng thẳng, rất rất căng thẳng, nên là chúng ta không vipassana được. Mà dùng thiền định của đề mục Anapanasati hoặc là Kasina là không được luôn. Chứ không phải là bắt mình phải khép vào trong cái giới này, không được làm này, không được làm cái kia. Mà ở đây không được làm này làm kia ác, để chi? Để cho tâm mình được bình an. Mà tâm bình an mới thực hiện được cái thiền tuệ và thiền định. Nên giá nào giá phải có tâm bình an. Nên ở trong sách nói là tỳ ni tạng trụ Phật pháp của trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt, tỳ ni tạng tức là giới luật á. Cái tỳ ni tạng mà mình không có nhập vào được thì giới thanh tịnh không có, thì làm gì có thực hiện được Ariya mắt gá. Con đường đạo cao thượng từ cái được tâm đạo với tâm quả đó, là tâm siêu thế đó, là phải qua con đường Ariya mắt gá này, là phải qua đường thiền tuệ và con đường của thiền định, hoặc chí ít cũng qua đường thiền tuệ. Mà nếu mà
ông không có tỳ ni lực tạng này, thì người đó bất an liên tục, trong lòng bất an, quán cũng không có quán sâu sắc gì, chỉ quán hơi hơi để biết những cái gì thô thôi, chứ không bảo vào đi vào tế được. Nên trong 13 năm đầu á, ở trong Phật pháp không có giới nha. Khi Đức Phật đắc đạo tới năm thứ 13 mới có giới. Như vậy mình hỏi lại vậy thì 13 năm đầu không có giới sao ta tu đắc? Người ta không có giới tướng mà người ta có giới thanh tịnh. Các vị đó là căn cơ lớn, nhiều kiếp trước mới gặp được Phật. Gặp được Phật, Đức Phật giảng hiểu được diễn ly xuất gia, cái đời sống cao thượng của một cái bậc chánh nhân. À, cho nên đó, các ngài có giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh á, là trùm phủ giới rồi, cần gì phải giữ giới tướng nữa. Tôi đủ giới thanh tịnh rồi là tôi thực hiện thiền quán thiền định dễ như không rồi. Cần gì đem ra giới tướng năm giới, không được sát sanh, được trộm, tâm ta thanh tịnh rồi. Còn đâu nữa, cấm ta sát sanh, trộm cướp, tà dâm gì. Tâm ta thanh tịnh rồi. À, nên ta đang có giới thanh tịnh là những bậc thượng căn thượng trí là người ta có giới thanh tịnh. Còn những bậc không thượng căn thượng trí thì bắt đầu là không được giới thanh tịnh, thì bắt buộc phải giữ giới tướng, hiểu giới tánh, học pháp rồi mới quay lại giới thanh tịnh. Mình hiểu đây không? Tại vì năm thứ 13 có người không được giới thanh tịnh, cho nên không thực hiện thiền quán thiền định được, để đi con đường đạo cao thượng Á Giá Mắt Gá, để chuyển phàm sang thánh, để thoát khỏi đau khổ. Cho nên Đức Phật phải chế ra các cái giới tướng, không được làm này, không được làm kia, không được làm nọ. Để mục đích làm gì? Để cho người đó hiểu mà không làm một thời gian, để tâm mình được lắng xuống, chuyển qua giới thanh tịnh. Còn mình bơm làm hoài, bất an hoài, nên ta phải dừng lại. Dừng cái đó một thời gian để tâm mình nó lắng dịu. Tâm mình phải cần có thời gian để lắng dịu. Mình làm ác đó phải sám hối lâu ngày nó mới lắng được. Đâu mình không tin hả? Ví dụ lỡ mình ăn trộm cắp gì có ai, tâm mình bức rứt. Rồi thời gian dài, nhầm khi 2, 3, 4 năm sau, cái đó là những vụ trộm lớn kìa. Còn ví dụ như mình lỡ lặt vặt gì, mình xin lỗi, nhầm khi nó hết 2, 3 bữa, 5, 3 bữa nó hết. Mình nó quên lần, rồi mình tu tập, mình cố gắng lần, tâm mình nó dịu rồi lại. Nói vậy, tâm mình nó phải có thời gian. Không có thời gian, đâu có dịu, sáng chiều cái đùng cái dịu. Đốn ngộ thì đó là bậc thượng căn thượng trí thôi. Còn mình phải có thời gian từ từ hết. Làm tầm bậy cũng phải có thời gian sám hối từ từ, nó lắng từ từ mới chuyển qua được cái giới thanh tịnh này. Mà có giới thanh tịnh làm môi trường thì mới mở được các cái pháp tu về đạo cao thượng Ariya Mắt Gá. À, chứ còn bằng không có mở được. Đó là gọi là lộ trình tu đó. Nên cái người nào mà nắm được cái lộ trình tu này, quý vị, thì ta tu tập. Còn nói về nghi lễ, nói về cách thức tu pháp môn, vân vân, thôi tùy duyên đi. Ai muốn dùng pháp nào cũng được, nghi lễ, nghi thức nào cũng được. Có nhiều người nói con đứng lên con lại xuống sám hối được không thầy? Được hết trơn á. Ăn thua ông thầy mình không dạy, ông theo tông nào, phái nào, ông dạy sao thì theo vậy đi. Cái đó không phải làm cho đắc đạo, mà cái đó làm cho mình vào khuôn khổ. Cái nghi thức đó làm cho mình vào khuôn khổ. Mà có khuôn khổ mới dễ dàng tu con đường này. Không có khuôn khổ, cái tâm mình nó dễ vui á, nó chạy ra ngoài. Còn có khuôn khổ nó ghép mình vào vô. Nên tất cả các nghi thức, nghi lễ hay pháp môn dùng để đối trị đều được hết. Nhằm khi mình á bốc tâm sân quá, mình dùng cái pháp môn, dùng pháp môn niệm Phật để cho nhẹ tâm sân xuống. Nên có nhiều người nói ông tu thiền sao ông niệm Phật. Người ta hỏi á, thì đúng, chứ không có gì sai hết trơn á. Nó đang tu thiền tu niệm Phật khác nhau, ông tu thiền tu niệm Phật. Nhưng mà mình niệm Phật mình đúng, mình không giải thích. Tại vì cái tâm mình nó bốc lên quá, tôi dùng thiền quán tôi làm không được, nên tôi niệm Phật hồi cho nó lắng xuống tôi quán. Kinh nghiệm, ví dụ tâm mình bốc lên giận hờn sân si ghét kia nhiều quá, thiền quán không được, mà thiền định casino cũng không biết đường là thực hành luôn. Vì lúc đó Nam Mô A Di Đà Phật, sáng chiều 2-3 ngày tự tâm mình lắng xuống, tâm nó gọi ông chuyển qua thiền quán đi, vipassana đi, lắng rồi đó, hiểu không? Cái đó là pháp môn đó. Pháp môn có nghĩa là dùng một cái cách để mà là khống chế cái cách kia, khống chế cái cách nọ, khống chế cái tâm này, khống chế tâm kia. À, thì pháp môn niệm Phật cũng vậy.
để làm cho tất cả phiền não nó lắng xuống, là nhất tâm bất loạn đó. Bất loạn là làm cho nó lắng xuống, nhờ cái niệm Phật này nè, làm cho nó lắng xuống và tâm mình mong cầu giải thoát nữa, thì Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn. Đó là pháp môn. Nó pháp môn tức là một cách đối trị để tâm mình nó lắng xuống, dùng câu niệm Phật để đối trị tâm mình lắng xuống. Do đó khi mà chúng ta tu thiền bị kẹt ở chỗ nào đó thì chúng ta dùng pháp môn vô để mà mình lắng xuống cái chỗ đó, mình sở hết kẹt đó thì mình đi tiếp cho nên được cao thượng, đâu có gì đâu sai. Nên có nhiều người là sao lúc này ông tu này, lúc kia ông tu kia, là người ta mình mới hiểu mình thôi chứ người ta không hiểu. Tại lúc này tâm tôi nó loạn động chứ tôi dùng cách này, mà cách này tôi mới thấy an tâm, cách khác tôi không thấy an tâm, cho nên mình sử dụng cách này. Có nhiều người tâm loạn động quá lên bàn thờ Phật lại mà người ta rất an tâm, lại như là núi Tu Di đổ sụp, lại từng lại một, lại từng lại một niệm Phật như là một đứa con mà lỡ lạc lầm về sám hối với người cha, lại xuống từng lại vậy mà họ an tâm, từ từ an tâm từ từ, rồi họ tiếp tục con đường tu tập lại sám hối. Nhưng mà người khác lại sám hối vẫn bình thường, nên người khác nói là lại sám hối này không được an tâm. Sai. Tôi lại tôi an tâm nè, ông lại không an tâm, ông tìm cách khác. Nên mỗi người mỗi hạnh, mỗi người mỗi kiểu, do nhân duyên khác nhau. Nên bệnh cũng vậy. Có nhiều người á là bị sạn thận, cứ uống ngọt ôm nè với nước dừa, ta uống nửa tháng ta hết, nhưng mà có người kia uống hết. Mắng vốn là vì ông uống chai khóm mà ông đốt với miếng phèn chua đi, rồi ông dắt uống, rồi ông uống chỗ phèn chua uống đâu nửa tháng, không tới nửa tháng nữa hết. Ông chỉ ông kia dắt uống nó đau bụng quá trời, ông kia bị đau bao tử, dắt khóm uống được đau bụng quá mắng vốn. Thấy không? Cho nên á, không ai giống ai hết. Cũng là sạn thận mà không ai giống ai hết. Ông uống khóm hay đại tài, ông đau bao tử uống khóm vô đau bụng lăn, uống mấy con trái một lăn rồi còn đường đâu nữa. Thấy không? Giờ đó tu cũng vậy, nghiệp mỗi người khác nhau, thói quen khác nhau, cặn bã ký ức nó khác nhau, hành nghiệp nó khác nhau, tập quán nghiệp nó khác nhau. Cho nên mỗi người đều có độ ba la mật khác nhau và cái thói quen hành nhiều kiếp trước nó khác nhau. Cho nên mình nắm cái đường đạo chung thôi, còn tùy vào trong đời sống mà mình có thể quyển chuyển nó ở trong đời sống. Có nhiều người nhập thất được, có nhiều người nhập đâu có được, buồn chịu đâu nổi. Nên người nhập thất thấy an ổn quá kêu người kia nhập thất theo, nhập bữa một chạy dài buồn quá chịu không nổi. Rồi chúng ta qua phần thứ hai á, là phần lộ trình tâm. Cái lộ trình tâm á là gì? Là từ khi không có tâm mà nó xuất hiện tâm. Lộ trình tâm là gì đó? Là từ khi chưa có cái tâm đó, nó bắt đầu một quá trình để xuất hiện tâm. Cái lộ trình tâm á, lộ trình tâm là khi chưa có tâm nó hình thành tâm như thế nào, tâm thế nào, thì đó được gọi là lộ trình tâm. Khi chưa có tâm gì hết mà nó hình thành cái tâm như thế nào thì đó gọi là lộ trình tâm đó. Lộ trình tu là gì? Là khi chưa biết tu gì hết, bây giờ là mình biết tu thì đó là lộ trình tu. Còn lộ trình tâm là gì? Khi chưa có tâm đó, bây giờ nó xuất hiện cái tâm đó. Vì cái tâm đó nó xuất hiện theo con đường nào, con đường nào mà tâm đó xuất hiện thì đó gọi là lộ trình tâm. Cái thứ nhất á, lộ trình tâm thông thường. Lộ trình tâm thông thường. Cái thứ hai, lộ trình tâm tử. Thứ ba, lộ trình tâm sanh. Thứ tư, lộ trình tâm thiền. Lộ trình tâm định. Thứ năm,
lộ trình tâm thánh. Cái lộ trình đó là tâm thường là gì? Là một tâm nó xuất hiện. Bữa trước chúng ta học đó, xuất hiện nó trải qua 17 sắc na. Nó bắt đầu tâm hữu phần. Hữu phần hướng tâm. Tâm hữu phần hộ kiếp. Hướng tâm, tâm hữu phần hộ kiếp. Nó mới tới qua là kháng, ngũ môn, rồi nó qua kháng ý môn, động tốc nữa, rồi nó qua đồng sở duyên. Cái này thầy viết lại thôi, quý vị vô cái bảng đó coi lại cho nó trình tự cho nó từng cái một cái, bao nhiêu sắc na, như sắc na ở đây là học rồi nên thầy viết lại để cho biết cái lộ trình tâm nó sanh ra. Lộ trình tâm nó sanh ra là khi chưa có cái tâm đó, bây giờ nó lại sanh ra tâm đó thì thông được thường, tức là lộ trình tâm thông thường. Có nghĩa là một tâm đó nó xuất hiện, nó phải trải qua một cái quá trình như thế này nè, nó mới sanh ra tâm đó. Nó trải qua một cái quá trình nó mới sanh ra tâm đó. Bây giờ ví dụ như hồi nãy có tâm tham, ngũ phần hướng tâm, có thể thấy, có thể nghe, cái xẹt cái đối tượng cái là tâm nó hướng tới ngũ phần hướng tâm. Là bây giờ ví dụ mắt mình đang đây, mắt mình quay qua đây một cái, ngũ phần hướng tâm về cái đối tượng đó và ngừng nghỉ trên đối tượng đó thì nó mới qua kháng ngũ môn. Kháng ngũ môn là mắt hay lỗ tai. Bây giờ ví dụ như một cái người ở đây mà mắt mình đây, nên nó hữu phần hướng tâm là mình phải hướng cái tâm mình về đó, hướng cái tâm về đối tượng đó. Một sát na hướng tâm đối tượng và một sát na ngưng trên đối tượng đó thì lúc đó mắt mình mới nhìn lộ ngũ môn. Có thể 2 môn 3 môn 4 môn 5 môn tùy cái đối tượng đó. Nếu cái đối tượng đó chỉ có sắc thôi thì lộ ngũ môn một môn thôi, lạng mắt thôi. Nếu đối tượng đó phát ra âm thanh, đó là xem tivi á, nó có hai cái, một là nghe hay là nhìn, vậy thì lộ ngũ môn lúc này là 2 môn, nghe và nhìn. Nhưng mà chúng ta đi ra ngoài trời, chúng ta thấy con chó nó chạy ngang, vừa nghe nó la, vừa nhìn nó, mà cái mùi của nó bốc lên, nó gần mình cái mùi nó bốc lên nữa. Vậy là lộ ngũ môn này có 3 môn, cái mũi, con mắt và lỗ tai. Nó vừa la, thấy con chó nó vừa la, nó vừa chạy, mà nó vừa bốc mùi nữa. Mà nhầm khi nó chạy lại, nó đụng mình nữa, thân mình tiếp xúc nó luôn, thì lộ thêm môn nữa là 4 môn. Chưa có nếm tới nó thôi, tức là lưỡi mình chưa có đụng tới nó thôi. Nên lộ ngũ môn này là một trong 5 môn, chứ không có phải là luôn luôn lúc nào cũng 5 môn, nhưng mà ít nhất là 1 môn. Nhằm khi nửa đêm á, vẫn nghe tiếng khóc bên tai, giật mình ngoái lại ngỡ ai gọi đò. Có 1 môn màu hà âm thanh thôi, nửa đêm á nghe tiếng âm thanh đò ơi gì đó, không lấy đò đó. Có 1 môn một hả, thì lộ ngũ môn này lúc này nè dừng nghỉ, tức là tâm hữu phần, là tâm mình hộ kiếp mình đang sống đó, nó hướng gì đó và nó ngừng lại trên cái đó, và xong rồi nó mới lộ ngũ môn nghe, chứ không phải tự nhiên nghe. Mà nó cũng phải có 2 cái trước đó, 2 sắc na rồi, rồi mới nó mới tới cái nghe. Rồi nghe rồi xong qua nó mới tới cái ý này. Ý ở trong này động tốc thì nhùi chỗ này nè, là nó đã xử lý thông tin. Nó đã xử lý thông tin chỗ này nè. Thông tin. Nó mới tới đồng sở duyên là tâm sanh. Nên khi mà xử lý thông tin này nè, nó phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào kiến giải. Còn lộ mà ngũ môn, lộ ngũ môn á, nó phụ thuộc á, đâu rồi, lộ ngũ môn
À, nó phụ thuộc vào cái căn cộng trần. Ví dụ âm thanh rõ, ông nói tôi nghe được, nghe được gì đâu. Trần mà xù xì xì có nghe được gì đâu. Còn căng, lãng tai, người ta nói dầu rõ cỡ nào rõ nghe không đâu được. Mà lãng tai mà lại nghe xù xì nó thôi rồi xong. Ông lãng tai mà trần cảnh nói xù xì 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 không, cũng xong luôn. Đường nào, đúng không? Cái này nó phụ thuộc vào căng và trần. Cái lỗ ý môn này nó phụ thuộc vào thọ tưởng hành, là xử lý thông tin, xử lý trên thọ tưởng hành. Tưởng trước hành sau, cảm thọ cùng lúc. Nếu chúng ta là nghĩ tới của đối tượng đó, là thọ tưởng hành này nè, nó hoạt động khi mà cái thức của cái kháng ngũ môn này nó hình thành thức, gọi là tiền ngũ thức á. Thì chính cái thức này, cái tưởng nó sẽ chạy ra trước và dòng cảm thọ nó chạy song song. Bây giờ ví dụ nha, ôi cái trứng, trong đầu ai cũng nổi lên cái trứng vàng vàng mà mình đã gặp rồi phải không? Có thể trứng ở trong dĩa hoặc là mình đã gặp ở đâu. Nhằm khi cái trứng ở dưới nước, trứng ở đường mương, hay là trứng con vịt nó đang đẻ, ai đã gặp cái đó ở đâu mà đó ấn tượng nhiều nhất thì cái hình ảnh đó hiện lên. Bây giờ ví dụ như thầy nói cái trứng, nghe, nhĩ thức nhận diện được, đúng không? Âm thanh. Rồi lúc đó thọ tưởng hành nó xử lý thì lập tức là cái tưởng tri nó lại xuất hiện trước. Nó xuất hiện trước là cái hình ảnh của cái trứng. Rồi cái suy nghĩ nhanh về cái trứng đó là trứng gì? Trứng ngỗng, trứng gà, trứng vịt, trứng gì, trứng chim, trứng gì. Tức là nó suy nghĩ, nó phân tích. Còn biết cái trứng gì là ý thức chứ không phải là hành nữa. Nên hành quẩn nó không phải là thức quẩn. Có nhiều người nói là suy nghĩ biết. Không, suy nghĩ là phân tích đánh giá, còn biết là nhận diện. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Chứ suy nghĩ nó không có biết. Nếu ai nói suy nghĩ biết là người đó không có học A Tỳ Đàm. Suy nghĩ nó không có biết, chỉ có biết mới biết thôi. Nhưng mà đó là một cái tổ hợp, nó cùng hoạt động với nhau trong một cái hệ thống gọi là system đó. Trong một cái system, một cái hệ thống của nó, nó hoạt động với nhau để nó nhận diện. Sau khi nó nhận diện ra được rồi, tâm động tốc nó xử lý hết tất cả các cái rồi, thì nó xử lý theo cái kiến giải đó. Và kiến giải đó nó mới cuối cùng nó sanh ra tâm. Vậy thì từ cái đối tượng này là năm trần sắc thanh hương vị xúc, mà giờ nó sanh ra cái tâm này là tâm nào? Thì đây á là lộ trình tâm thông thường. Một lộ trình tâm thông thường. Thầy không viết lại kỹ là gì? Là tại viết lại kỹ, quý vị học ở trong cuốn sách đi. Mình hiểu đây, mình kết hợp với đó nó ra. Chứ viết kỹ lại, mình viết lại mất cái thời gian, mà nó không giúp được nữa. Cho mình tâm nào, tâm kháng gì cũng có biết cái gì đâu. Cho nên mình học tâm kháng đó, mình nắm cái chủ là cái tổng quan này, để mình biết cái quá trình nó xảy ra như vậy. Cái mục đích của mình đó để chi? Áp dụng đời sống để tu. Còn là quý vị học có cái giáo trình đó, chúng ta tâm đó tới tâm gì đánh mũi tên đó, mình coi đó và mình hiểu này, bắt đầu mình coi mình suy đạt lại. Chứ bây giờ thầy vẽ ra một cái lộ trình tâm đó khuôn rồi giải thích thì cũng hiểu vậy thôi. Chứ cũng không có là nắm được ở trong đời sống tu tập. Cho nên mình hãy thông qua cái phần mà vẽ, nó mất thời gian lắm mà cũng vậy. Từ tâm gì qua tâm thập di, tâm gì đó. Nhưng để đó mình đọc lại, mình nghiên cứu đi, rồi mình hiểu cái quá trình nó sanh ra thế nào, để mình áp dụng chi? Để tu mà. Cái này mình áp dụng để tu. Cho nên từ khi một đối tượng mà nó sanh ra một cái tâm như thế này, nên không phải là đối tượng này với ai cũng sanh ra tâm đó, mà tùy vào người. Ví dụ như nhìn cái hình này là nhìn cái cây kiểng đi,
cái cây kiển nó thông qua cái người, người một, người hai, người ba, có thể ba tâm khác nhau. Người ta nhìn cái cây kiển này, có người á là sanh ra tâm yêu thích, có người á sanh ra tâm sân, à có người á là sanh ra cái tâm á gọi là dửng dưng. Cũng nhìn cây kiển này, nên có nhiều người sanh ra cái tâm á, yêu thích cái cây kiển, là tại vì người ta vừa ý quá, vừa lòng quá, người ta thấy cây kiển này nó đẹp, nó xinh, nó dễ thương, nên người ta sanh ra tâm đó. Ông thứ nhất sanh tâm yêu thích, ông thứ hai ông nổi sân, ông nhìn cây kiển này ông nổi sân liền, là tại vì cây kiển này ông mới mất hồi hôm mà giờ nó mới xuất hiện đây, nhìn vô cây là nổi sân. Ổng mất cái cây đó của ổng, mà hôm hôm ổng bị trộm lấy mất. Sáng sớm ra ổng thấy ngoài chợ bán cây đó, ổng ra vừa gặp cái cây đó biết của ổng rồi, vừa thấy cái ổng nổi sân liền. Nhìn cây kiển mà ổng nổi sân, lộ trình tâm nó ra, tâm hữu phần hướng tâm hướng đây, lộ anh nổi sân kìa, phải không? Ổng nhìn là ổng nổi sân liền à. Rồi á, có người thấy cây kiển này nó bình thường nên sanh ra một cái tâm dửng dưng à, với nó. Như vậy tâm cũng sanh ra gì? Thì cây kiển này nó chỉ là một cái vật trung gian thôi. Còn tâm sinh ra là qua một cái phần này à, qua cái phần lộ trình này nó mới sanh ra. Nên cái lộ trình này nó lại phụ thuộc vào cái chỗ kiến giải này nè, và phụ thuộc vào căn. Nên căn cộng kiến giải cuối cùng nó mới sanh ra đó. Căn, trần, kiến giải, rồi tâm. Mà tâm này nó lại sanh ra, thấy không? Yêu thích, tham, sân, thấy chưa? Dẫn dương si luôn, tham sân si sanh ra. Nên bây giờ á, người ta tu tập, người ta tu tập khi mà mình nhìn cái đó cộng với cái kiến giải chỗ này, nếu kiến giải chỗ này là người chánh chi kiến, cái người chánh chi kiến, cái người có tuệ chen vào chỗ này, nên họ nhịn cây này là cây thôi, mắc gì phải yêu, mắc gì phải thương, mắc gì phải ghét, mắc gì phải si với nó à, cây này là cây à, nó chẳng qua là tứ đại thôi, là đất, là nước, là gió, là lửa hợp thành nó thôi, nó đâu có lạ gì đâu. Cây này nó là tứ đại thôi, nó đâu lạ gì đâu, nó đâu có đẹp gì đâu. Mỗi khi tứ đại rã, đất về đất, nước về nước, gió về gió, lửa về lửa, nó rã ra thì nó còn cái gì đâu. Như vậy mình nhìn cây à, với tâm gì? Tâm xả à, nên có hai cái xả, một là xả thọ, hai là xả tâm. Mà xả thọ chính là xả tâm sở à, xả thọ à, xả tâm à, xả thọ là tâm sở à, còn xả tâm là tâm tâm sở. Nếu ai xả được thọ là người đó xả được tâm, tại vì tất cả tâm nó đều có cảm thọ. Cho nên á, cái người mà ta có các cái kiến giải này rồi, người ta mới xả thọ được. Nên cái người mà chưa có chánh chi kiến, chưa có tuệ, kêu người ta xả thọ xả không có được. Người không có chánh chi kiến, người không có học pháp tư duy pháp, kêu người ta xả thọ đi thôi, đừng có hưởng thụ, thôi đừng có mất như ý, đừng có nghịch ý nghịch lòng, thôi bỏ đi, không có được đâu. Nhằm khi ta nể nang mình, dạ dạ con bỏ, dạ dạ con bỏ, về nhà nó gút nó ghim trong lòng á, không có được. Người đó phải có học pháp, người đó phải có chánh chi kiến, có tư duy pháp, có học pháp, có thực hành, mở ra từ từ, hoặc là có thiền quán Vipassana. Từ 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 họ mở ra, họ mới nhìn, họ mới hiểu về cái pháp tục đế và chân đế của cái đối tượng đó. À, rồi từ 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 họ mới có thể là họ khống chế cái dòng cảm thọ. Ăn cực kỳ ngon mà không hưởng thụ, ngon biết ngon. Nhầm người á, không biết cái chỗ này. Thôi ngon dở gì, con tu con hết biết ngon dở. Tu mà đánh đồng với ngu, tu với ngu khác nhau, tu khác với ngu.
Ngu là gì là không biết á. Thôi con ăn không biết ngon dở hết chân thầy ơi. Vậy là đang tu hay đang ngu? Có đang ngu đâu phải đang tu, đúng không? Ngon biết ngon, dở biết dở, cái đó mới gọi là trí tuệ chứ. Ngon tôi biết ngon, dở tôi biết dở, nhưng tôi không hưởng thụ trong cái ngon, tôi không có đuổi xua cái dở. Vì chánh chi kiến, tất cả đều nhân, tất cả đều duyên, hiểu hết à. Cho nên á, ngon tôi không hưởng thụ, không có chấp chấp, không hưởng thụ, không có để cái dòng cảm thọ lạc kéo dài, cắt ngay dòng cảm thọ lạc. Là tại vì sao? Cái dòng cảm thọ lạc này nó sẽ sanh ra tâm tham, mà tâm tham nó là nhân của đau khổ. Tâm sân bản chất nó chứa đau khổ. Tâm sân nó có ba tích khá và thọ khổ. Nên tâm tham là nhân đau khổ, tâm sân nó chính là khổ. Sân là khổ. Sân là khổ tại trong sân có thọ khổ là sân là khổ. À, sân là khổ. Tham là nhân khổ. Nên cái người nào mà hưởng thụ là người đó đang tạo nhân khổ mai sau. Nên ta có chánh chi kiến, ta cắt liền, ta không hưởng. Tuy là rất sướng nhưng mà không kéo dài sướng, cắt ngang liền. Buông nó ra, xả thọ, buông thọ ra. Thấy nó rất là sướng, nên cái người á, sướng người ta có tâm lý kéo dài cái sướng ra. Khi nó cắt ngang cái sướng, tìm cái đối tượng khác để kéo dài tiếp, tìm đối tượng khác để kéo dài tiếp cái sướng ra. Là người ta tạo nhân khổ liên tục tạo nhân khổ. Nếu không có chánh chi kiến không nhìn thấy. Nên người có chánh chi kiến á, họ ăn, họ mặc, họ ngủ, họ nghỉ, cái gì mà làm cho họ sướng đó, họ cắt ngang, họ biết đây là dễ chịu nhưng không hưởng thụ. Đó là xả thọ, đó là xả thọ lạc. Xả thọ khổ, họ biết đây là nghịch ý nghịch lòng nhưng mà không đẩy nó ra. Đây là nhân, đây là duyên, nó mới tới với mình. Mắc gì mình đẩy nó ra à? Có thể chúng ta không xài nó nữa nhưng mà tâm không có đẩy nó ra. Tại vì không xài nó nữa là sao? Tại vì nó làm nóng quá nên mình không xài nó. Chứ mình không có phải nổi sân với nó. Hai đứa nó khác nhau. Xả thọ là không sử dụng thọ nữa. Còn thọ xả là không thọ lạc, không thọ khổ, mà chấp nhận nó rồi đó. Còn xả thọ là không có chấp nhận cái gì hết. Tại vì tất cả cái là vô thường, là khổ, là vô ngã, không có nhận gì hết trơn. Hai này nó giống giống mà nó không giống. Xả thọ với thọ xả. Thọ xả là còn nằm trong cảm thọ, còn xả thọ là diễn ly. Xả thọ là diễn ly thọ, còn thọ xả là còn thọ cái thọ xả. Có ba dòng cảm thọ: thọ lạc, thọ khổ, thọ xả. Thì còn thọ cái thọ xả, còn kia diễn ly thọ xả. Cái xả thọ là diễn ly thọ xả, còn xả thọ là diễn ly thọ xả, còn thọ xả là thọ cái thọ xả. Ta nói hồi rối não ta. Thôi để thầy ghi. học ngồi ra. Bây giờ học ngồi ông chồng ra thấy cái mặt ngơ ngơ. Ông chồng học bây giờ ra thấy mặt ngơ ngơ, hồi đổ thừa thầy nó mất công. Thọ xả. Xả thọ. Xả thọ là viễn ly thọ. Diễn ly cảm thọ là xả thọ. Còn thọ xả là thọ. Vẫn còn thọ cái thọ xả. Tại vì xả nó có ba cái: thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Chúng ta vẫn còn thọ cái thọ xả, gọi là thọ xả. Thọ xả là vẫn còn thọ cái thọ xả. Tức là có ba dòng cảm thọ. Mình còn cảm thọ, mình còn là thọ cái ngay giữa. Có ba dòng cảm thọ: lạc, khổ, không lạc, không khổ. Vậy thì chúng ta còn thọ cái không lạc, không khổ. Đây cho dễ đi. Thọ cái không lạc, không khổ. Chúng ta còn thọ cái không lạc, không khổ.
Còn xả thọ là viễn ly tất cả cảm thọ. Hiểu chưa? Xả thọ là viễn ly tất cả cảm thọ. Còn thọ xả là thọ cái không lạc không khổ. Nên ta tu là tu cái xả thọ này nè, chứ không phải ta tu cái thọ xả. Nhưng đối với tâm đại thiện á, là thọ xả. Thọ xả, tâm đại thiện, thọ xả, hợp trí, vô trợ là tâm đại thiện số 1. À, đại thiện, tâm đại thiện nè, cộng nè, với thọ xả nè, à, cộng với hợp trí nè, cộng với vô trợ nè, thì á, là thọ xả, hợp trí, vô trợ là tam nhân. Bởi vì nói là người tam nhân nè, là tâm đại thiện nè, người tam nhân. Rồi người nhị nhân. Nhị nhân có thọ xả hợp trí thôi, mà phải coi cần hỗ trợ là nhị nhân. Nên ta gọi nhị nhân, tam nhân đó là chỗ này nè, là nó thuộc về cái tâm đại thiện, phát lên một cái tâm đại thiện. Lộ trình tâm tử. Bây giờ cái lộ trình tâm bình thường. Bây giờ á, lộ trình tâm tử. Quý vị có ở trên máy không? Có trên máy quý vị có cái bảng không? Mình qua cái bảng á, là lộ trình tâm tử á. Đó, trong cái bảng đó là tâm hộ kiếp, rồi tâm hộ kiếp quá khứ, tâm hộ kiếp đó, rồi tâm hộ kiếp, rồi tâm kháng ngũ môn, tâm thức, rồi tâm tiếp thâu, rồi tâm quan sát, rồi tâm phán đoán, rồi tâm động tốc, rồi tâm thập di, rồi tâm hộ kiếp, rồi tâm tử, tâm tục sinh, tâm tổ kiếp, tức là một loạt các tâm nó chạy vòng đó. Thì cái tâm thập di á, ở đó cái tâm thập di á, quý vị mình gọi cái này đi, tâm thập di tính là tâm á rút kết tất cả những cái kinh nghiệm cũ ở trong cái đời sống á, đó gọi là tâm thập di. Trước khi mà cái lộ trình tâm tử, tâm tử á, là nó sẽ có tâm cận tử. Nè, qua phần số 2 nè, là lộ trình tâm tử. Thì á, là trước khi á, tâm tử nó xuất hiện á, thì là xuất hiện tâm cận tử. Nên tâm cận tử gì thì tâm tử đó. Nhớ nè cái lộ trình đó ha. Tâm cận tử gì, tâm tử đó. Ví dụ tâm cận tử là tham, thì tâm tử đó là tham. Tâm tử gì, tâm tục sanh đó. Tâm tử gì, tâm tục sanh đó. Tâm tục sanh gì thì tâm hộ kiếp đó. Bây giờ nó có bốn cái tâm mà mình phải mang cái khái niệm ở trong này. Bốn tâm mang khái niệm này. Cái thứ nhất là tâm cận tử. Thì thường á, tâm cận tử này nó sẽ sanh ra khi cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là cái nghiệp trước khi chết. Cận tử nghiệp này là nghiệp trước khi chết.
trong cái cận tử nghiệp này nó có tâm cận tử. Tâm cận tử nó chỉ có một tâm thôi, mà trong cái cận tử nghiệp này là vô số những nghiệp mà mình đã gây tạo, thì nó có vô số tâm. Tràn về. Nên những người á mà trong cái giai đoạn gần mà bỏ thân ở thế gian đó, có vô số những cảnh, vô số những cái mà mình đã làm, nó tràn về không phải là tất cả. Trong khoảng thời gian ngắn thì những ông nào mạnh nó tràn về thôi, ông yếu nó không tràn về. Tức là mạnh là nó đã ăn sâu trong ký ức của mình. Những cái nó gây tác động ăn sâu trong cái ký ức của mình, những cái nó làm cho mình ấn tượng nhất thì nó mới hiện về. Chứ mà cả tỷ tỷ chuyện nó đâu có hiện hết một tỷ chuyện, mà nó chuyện cái gì mà ấn tượng nhất. À, này là ấn tượng nhất. Nó tràn về, đó là cái tâm mà cận tử, thì nó phụ thuộc vào cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là gì? Là những cái nghiệp mình đã gieo bây giờ nó quay phim lại cho mình thấy. Những cái nghiệp mình đã gieo, nghiệp nhân mình đã gieo, giờ nó quay lại những cái đoạn phim này cho mình thấy. Trong lúc đó mà một nghiệp mình gieo với một cái tâm khác nhau. Cái nghiệp gieo với tâm, nghiệp nhân mình đã gieo, gieo với tâm, mà tâm này có xám hay chưa xám, xám hay chưa xám. Nếu cái nghiệp nó rất là nặng nhưng mà tâm này gieo với tâm xám, khi nó quay lại đó, cái tâm nó là tâm xám chứ không phải là tâm hồi lúc mình gieo. Bây giờ ví dụ như mình đang ăn cướp người ta, tâm cực kỳ ác, nhưng sau đó mình học pháp, như tướng cướp Angulimala, sau khi học pháp sám hối, cái tâm ác nó mất, nhưng cái nghiệp ác nó còn. Cái nghiệp ác nó còn, nó quay lại trong cái cận tử nghiệp, nó quay lại. Nhưng mà tâm ác mất là lúc đó không thấy cái tâm ác, nên tâm ác này nó không thể thành tâm cận tử được. Tại vì nó đâu có công năng đâu, nó mất tiêu rồi, còn đâu. Sám hối trơn rồi. Không còn tâm ác của ăn cướp ngày xưa. Cái hình ảnh của ăn cướp nào thì tâm đó nó kèm theo, lúc đó nó trỗi về với cái tâm đó. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta cướp với tâm ác, nếu không sám hối gì hết, không tu gì hết, thì lúc đó cận tử, cái cảnh cướp với cái tâm ác nó tràn về. Nhưng mà bây giờ chúng ta có sám hối, thì cái tâm, cái cận tử, cái nghiệp mà mình gieo này nè, nó vẫn tràn về, nhưng tâm ác không thấy. Hoặc là ác hơi hơi, ăn thua cái độ sám hối. Độ sám hối mình chăm diệt luôn thì nó mất. Độ sám hối mình mà nó bào mòn thôi rồi ác hơi hơi, nó không đủ mạnh để nó thắng các tâm khác. Tâm cận tử, ông nào mạnh nhất, ông đó mới thành tâm cận tử. Còn biết ông nào mạnh nhất không, mình không biết. Tại nó tự đấu nhau, mình có đấu đâu mình biết. Tâm là cái hiện diện ở trong tâm mình mà thôi, chứ nó không phải là mình. Nên chúng ta không có làm chủ nó, mà nó tự đấu với nhau. Ông nào á, mạnh á, thì ông đó sẽ giành cái chỗ cận tử. Bây giờ ví dụ như á, là chúng ta có ăn cắp nè, ăn trộm nè, chúng ta có làm từ thiện nè, chúng ta có tụng kinh, có niệm Phật nè, rồi chúng ta cũng có ăn cướp nè. Nói chung trong cái đời mình từng giai đoạn có đủ hết, sát sanh, trộm cướp, tà dâm gì đủ hết trơn á, thì tất cả cái cảnh đó nó hiện về là cận tử nghiệp. Nó hiện về, và một cảnh đó với cái tâm mà lúc chúng ta gieo, nó hiện về. Nếu chúng ta có tu thay đổi, chúng ta có sám hối thay đổi, thì nó hiện về các cái cảnh của nghiệp, nhưng mà tâm nó có thể mất đi hoặc là yếu đi, chứ nó không phải là tâm đó. Nhưng mà nếu không tu tập, không sám hối gì hết, thì cảnh nào tâm đó y chát hiện về. Và ông nào mạnh nhất, mạnh nhất là cái độ, cái độ ác của nó đó, hoặc cái độ thiện của nó, ông nào mạnh nhất. Bây giờ ví dụ ác, ngũ nghịch, đại tội là ác nhất. Ác là ngũ nghịch. Còn thiện thì bắt đầu nè, thiện á là tâm quả, tâm đạo, tâm quả nè, tâm quả, rồi mới tới tâm thiền.
rồi mới tới tâm vô lượng, mới tới tâm đại thiện. Đó, bây giờ nếu có tâm quả thì tâm quả đứng đầu, sơ quả, nhị quả, tam quả đứng đầu, ông quả cao nhất ông đứng đầu. Ví dụ người đó chứng được sơ quả, nhị quả thì ông nhị quả đứng đầu, ông nhị quả mạnh nhất, ông sẽ làm tâm cận tử, ông dẫn về cõi trời. Nếu là tâm thiện rồi á, tâm thiện này là tâm quả. Rồi nếu không có tâm quả thì tâm thiện, sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, tứ thiện, ông nào cao nhất ông đó thắng. Rồi nếu không có thì tâm vô lượng, từ bi hỷ xả, thì cái tâm nào, nhưng mà thường á là tâm từ là nó mạnh nhất, là tâm thương yêu chúng sanh mạnh nhất. Rồi tâm đại thiện, bố thí cúng dường cho tặng, những tâm đại thiện mình phát, hiểu không? Tức là nó sẽ ưu tiên lần lần nào mạnh nhất nè, mạnh nhị, nhị tâm thiện. Còn tâm ác thì á, là mạnh nhất á, là ngũ nghịch đại tội cho đến nó tham sân si. Bây giờ có thiện có ác đâu. Thường á, người ta có những tâm thiện này thì người ta đã sám hối hết tâm ác trên này. Thường á, có tâm thiện này nè là người ta đã sám hối hết tâm ác ở trên này mới có tâm thiện này được. Ví dụ như á, có cái tâm quả và tâm thiện, tâm vô lượng, thì có những tâm này là người ta đã sám hối dữ lắm mới có tâm này, chứ bình thường sao có tâm này được. Lỡ làm tầm bậy mà muốn có tâm này á, tâm quả, tâm thiện, tâm vô lượng, thì bắt buộc phải sám hối, bắt buộc phải tu tập. Nên những cái tâm ác trên này nó sẽ mất từ từ. Nên tâm thiện, có tâm đại, có tâm thiện này với tâm ác thì cái tâm này quyết định. Còn ví dụ như á, tâm ác mà ngũ nghịch thì không bao giờ có tâm quả, tâm thiện, tâm vô lượng. Nếu cái tâm mà ngũ nghịch đã xảy ra trước cái đoạn đời đó, sau đó mình tu thiền định không đắc được thiền, tu thiền tu quả, tâm đạo tâm quả không đắc được đạo quả. Tại vì bị cái ngũ nghịch nó khống chế, nó làm cho chúng ta bị mất giới. Ngũ nghịch làm mất giới, tâm lo lắng sợ hãi mất giới. Rồi á thì không thành tựu được. Cho nên thường có tâm thiện và tâm ác thì tâm thiện đã quyết định. Tại vì tâm thiện này nó đã khống chế tâm ác trong lúc tu tập rồi, nên tâm ác nó đã mài mòn hết, nó mới có những cái tâm thiện này. Quý vị hiểu này không? Nên nhầm khi ông Angulimala, ông ác tới cỡ nào trước đó, ông giết bao nhiêu người, nhưng mà sau này ông chứng được tâm quả A-la-hán thứ tư xong rồi, mấy cái tâm ác của ông là tiêu diệt cũng hết trơn rồi, thua tâm này. Nên tâm này dẫn về nước bàn, rồi tất cả bằng không, vô ngã lấy ai trả hai giây bằng không. Quý vị hiểu đây không? Cho nên á, cái người mà lỡ làm ác á, người ta rất là sám hối, người ta tu tập người ta sám hối, từ từ nếu chứng được các cái tâm quả được quá tốt, đó là thuộc này gọi là tâm đạo tâm quả thôi khỏi nói. Nhưng mà không được thì chứng được tâm thiền, nếu không được á thì phát tâm vô lượng, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ xã, gọi là cũng là cái tâm thiền, nhưng mà thiền bảo hộ. Cái này là thiền bảo hộ, cũng là tâm thiền mà là thiền bảo hộ. Còn chí ít nữa không có tâm này nữa là tâm đại thiện, phát tâm cúng dường bố thí đó là tâm đại thiện đó. Chúng ta phát tâm, rồi phát tâm cúng dường tâm bảo, phát tâm bố thí hộ trì tâm bảo, rồi mình làm đi từ thiện đó thì là tâm thiện, nó sẽ quyết định. Cho nên á, cái tâm cận tử này trước khi chết á, là tất cả các cái ấn tượng nó tràn về, có cả thiện ác. Ông nào mạnh thì cái cảnh đó nó xuất hiện cái tâm, thì chính cái tâm đó nó sẽ trở thành cái tâm tử. Tử nghĩa là gì? Là ra đi với tâm này, ra đi với tâm này. Ra đi với tâm này. Và tâm này cũng gọi là tâm hữu. Tâm hữu trong thập nhị nhân duyên á, tâm hữu trong thập nhị nhân duyên, nó dẫn đến một cái cảnh giới tương đương với tâm đó đó, tâm tử á. Nếu tâm tử nó là một loại tâm ác thì tâm tục sanh. Tục sanh là gì? Tâm tục sanh
là nó cũng là tâm hữu nè. Khi cái tâm ra đi, nó đi đến cảnh giới mới. Tâm ra đi là cảnh giới cũ. Còn tâm tục sanh là cảnh giới mới. Nên nó đến cảnh giới mới, nó chuyển từ tâm tử sang tâm tục sanh. Nên nếu nó ra đi tâm tham thì tâm tục sanh nó phải là tâm tham. Mà tâm tham vẫn đâu biết rồi đó. Tâm tham vẫn đi làm quỷ, 8-9 loại quỷ. À, vẫn đi làm quỷ. Vẫn đi làm quỷ, tâm tham á thì nó vẫn đi làm quỷ, 8-9 loại quỷ, nhiều loại quỷ lắm. Tại vì ít ra cũng có 8 tâm tham, cũng có 8 loại quỷ khác nhau rồi. Vẫn đi cảnh giới quỷ. Và cái tâm tham này vẫn đi cảnh giới quỷ, nó trở thành tâm hộ kiếp. Tâm hộ kiếp mà tham thì nó đói khủng khiếp lắm. Tại vì cái quả báo của tham là lấy của người ta, bây giờ người ta lấy lại không có gì chứ nghèo đói. Nghèo đói. Vậy thì tâm hộ kiếp này nó sẽ chỉ huy hết cái đời sống của họ trong kiếp đó với cái nghèo đói. Tại vì với tâm tham là tâm hộ kiếp, nên nó chỉ có nghèo đói mà thôi. Nếu tâm sân là tâm hộ kiếp, nó chỉ có đau khổ mà thôi. Nó hộ kiếp mà. Nhưng với cái tâm cúng dường, tâm đại thiện, tâm cúng dường nó hộ kiếp. Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. À, tâm cúng dường là tâm hộ kiếp. Tâm cúng dường, tâm cho, tâm tặng người ta, giàu sang phú quý, cái tâm mà hộ kiếp nó đó là tâm cúng dường. Tâm đại thiện, tâm cúng dường là tâm bố thí đó, là tâm cúng dường. Nên á, tâm cúng dường này á, là tâm hộ kiếp. Nên á, giàu sang phú quý, an ổn. Đó, nó chỉ huy mà. Tôi cúng dường Phật, chính cái tâm này là tâm dẫn tôi đi cảnh giới. Và tâm này nó tâm quyết định, nó chỉ huy cảnh giới luôn. Tâm cúng dường tức là tâm bố thí cúng dường, tôn kính tam bảo. Nó sẽ tạo nên cái quả báo là cảnh giới người giàu sang phú quý, hay là các cảnh giới trời, trời dục giới. Nên á, là đời sống họ giàu sang phú quý, không thiếu thốn gì hết. Nên ở trong kinh nói á, là có vị đó cúng dường cho Đức Phật bữa cơm thôi, mà 500 kiếp ở cõi trời, 500 kiếp ở thế gian, toàn là giàu sang phú quý không. Chính tâm hộ kiếp, tâm đại thiện cúng dường. Nên đó là tâm đại thiện đó. Mà tâm đại thiện này nó hên cái chỗ là tâm đại thiện này nó trở thành tâm tục sanh. Thì tại vì nó mạnh nhất trong tất cả tâm, mình không có làm ác quá, nên tâm đại thiện này nó thắng cái tâm ác kia. Mình làm ác nhỏ, nhưng cái ác nhỏ không ác lớn. Do nên tâm ác đó nó không phải là cái tâm mà nó mạnh nhất. Nên nhầm khi á, có những cái đau lắm, người ta làm thiện nhiều lắm, nhưng mà trước khi chết á, nó khởi một cái tâm ác. Trong cái nhùi của cái tâm thiện ác này nè, bắt đầu nó khởi tâm ác. Ví dụ như trước khi chết á, nó bất đồng gì ở trong gia đình, gọt đầu á, khởi lên một cái tâm giận hờn sân si. Sân ghê lắm. Mà bình thường ổng cũng có tu, ổng có làm thiện, nhưng mà tu làm thiện vừa thôi à. Ổng không có tâm quả, ổng không có cái tâm đạo tâm quả, ổng không có tâm thiền định, ổng không có những tâm lớn của thiện đó. Ổng chỉ có tâm đại thiện là bố thí cúng dường tâm tu thôi à. Nên nó không có đủ mạnh. Lúc đó nếu mà vì một lý do nào đó, con cái trong gia đình giành của gì đó, ổng giận, ổng sân si lên, ổng chưa chết, ổng sân si lên trong lúc ổng hấp hối, ổng sân lên tại vì con nó giành của. Ông nổi sân lên cái, mà sân nó mạnh nhất trong tất cả các tâm, nó trở thành tâm cận tử. Gây chưa? Vậy thì tâm cận tử nó biến thành tâm tục sanh, nó dẫn đi đọa. Mà trong khi đời sống của ông á là làm thiện làm lành, mà cái tâm trước lúc chết ông khởi lên tâm đó nó mạnh nhất, xui không? Giống như một cái gì á, là sa di đó, được cúng sắp giải, trước khi chết ông khởi tâm tiếc của. Mà mấy cái tâm tu gì nó nhỏ hơn tâm đó hết. Tâm tiếc của lúc đó nó mạnh nhất, nó mạnh liệt, nó thạnh gận trong áo, trong sách giải. Nên Đức Phật nó là đừng có chia cái đó, để cho 7 ngày ăn rận nó chết đi. Mà chết xong á người ta mới hỏi nè, cái vị này chết xong đi về đâu? Đức Phật dạy là đi về cõi trời. Tại vì ổng tu, ổng có tu
nên ổng về cõi trời. Sau cái tâm đó đó thì cái tâm kế tiếp á là tâm cận tử của con rận á là tâm thiện. Tại vì 7 ngày nó nhìn ra nó thấy ta bà chắc đau khổ gì đó, nó khởi lên tâm thiện. Cho nên hộ niệm khai thị, hộ niệm khai thị để làm gì? Hộ niệm khai thị để người ta muốn cái người trước khi chết đó, họ khởi lên một cái tâm đại thiện, hoặc ít ra họ cũng khởi lên một cái tâm tuệ nào đó, mà nó thắng hết các tâm kia, nó trở thành tâm cận tử. Mà trong khi đời sống của ông đó đó, người đó cũng có làm ác này nọ, nhưng mà nó không đủ ác quá lớn. Chính lúc này cái hộ niệm khai thị nó khởi lên cái tâm tu, nhằm khi người ta thấy, nói người ta là vô thường, nói người ta là khổ của cuộc đời, người ta thấy khổ, ta khởi lên tâm tu thật sự, khởi tâm kính Phật, khởi tâm tu, khởi tâm từ thiện, nó lớn quá, nó trở thành tâm cận tử. Và cận tử nó trở thành tâm tục sanh, tục sanh trở thành tâm hộ kiếp ở trong kiếp kế tiếp. Ngon chưa? Nhằm khi ông tu hành gì nhiều chứ, lúc đó nhờ có nhân duyên, nhờ có nhân duyên mới gặp được những bậc thiện tri thức, gặp được những cái người tốt đẹp, ta khai thị cho, khai thị hộ niệm này nè, khai thị sẽ làm cho người ta khởi lên cái tâm đại thiện. Thấy thấy chưa? Cái đó là lộ trình tâm của tâm cận tử cho đến cái tâm tử, cho đến tâm tục sanh, tâm hộ kiếp. Rồi các cái lộ trình tâm mà chúng ta lúc mà tham thì nhập định, thì cái định đó nó sẽ có cái lộ trình tâm. Từ chưa có tâm định nó sang tâm định thì lộ trình tâm thế nào? Từ cái tâm chưa phải là tâm thánh sang tâm thánh thì lộ trình tâm như thế nào? Thì nó cũng tương tự như vậy. Mà khi mà chúng ta đọc đó để biết thôi, chứ còn mà để học qua thì quý vị từng cái á, thì mà mình cũng không cần thiết trong lúc mà mình đang tu. Tại đó là một cái bậc thánh, người ta chuyển từ tâm phàm tâm thánh như thế nào, hoặc giả là vào trong cái thiền định thì tâm đó chuyển thế nào, mình chưa có chuyển được tâm đó, nên không cần phải học kỹ về cái tâm chuyển sang tâm thiền định và tâm thánh nhân. Chúng ta chỉ học cái tâm tục sanh, tâm hộ kiếp, tâm cận tử và tâm tử, với cái lộ trình tâm đơn giản thì chúng ta biết là cái tâm nó sẽ đi theo cái phương án đó bắt đầu mình tu tập. Thôi bữa nay chưa quá, mình nghỉ đi. Học A Tỳ Đàm có những khi nó hơi khó nên quý vị cũng đừng có nản. Cứ học tới học lui xuôi ngược hồi biết à, thấy không? Hồi xưa người ta nghe nói tới A Tỳ Đàm, Vi Diệu Pháp là sợ xanh mặt xanh mày. Mà bây giờ mình học từ cái là A Tỳ Đàm, chúng ta học bốn pháp chân đế, tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, mình học tâm tâm sở rồi nè. Sắp tới mình sẽ học 28 sắc pháp. Nó từ từ rồi học sắc pháp đi, rồi chúng ta sẽ tương quan giữa tâm tâm sở và sắc pháp, nó mới là chính nó xảy ra trong cuộc đời của mình là tâm tâm sở và sắc pháp nó đi một lúc, chứ không phải tâm tâm sở không đâu, mà nó còn sắc pháp nữa. Cho nên chúng ta học tới sắc pháp. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã chia sẻ vào buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị là một ngày gần cuối năm rồi nha. Tuần sau là chúng ta học là qua năm mới rồi, nên bữa nay thì chúc Happy New Year quý vị luôn. Tuần sau mình học là qua năm mới rồi, bữa nay hình như là 25 rồi, cộng thêm 7 ngày nữa qua mùng 1, 2 gì rồi. Cho nên là hôm nay là mình tất niên của Tết Dương Lịch, nên là thầy cũng xin chúc cho quý vị là Happy New Year, vui vẻ, khỏe mạnh, an ổn, gia đình được an vui hạnh phúc, tinh tấn tu hành, làm ăn phát tài phát đạt, con cháu thảo hiền, và một năm mới đầy an vui và phúc lạc. Và cuối năm cũ cũng gắng làm từ thiện chút để cho được cái phước lành mà mình có thể tu tập cũng như là gặp nhiều điều may mắn ở trong cuộc sống. Xin mời quý vị chúng ta chấp tay, chúng ta hồi hướng. Y đằng nô nha tì năng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta du. Y đằng nô nha tì năng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta du. Y đằng nô nha tì năng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta du.